Giọt buồn vương trên màu mắng ai phía xa xăm có tiếng thở dài. Khắc sâu mỗi tình không vội vai cho duyên phận mình ngang. Chị đến đây để sửa cái môi, để thể làm mày nữa. Bạn chị cũng có làm mày ở đây. Mày bong ra rất là đẹp nên là chị cũng muốn tới đây thì làm luôn. Hiện tại thì chị thấy giá cả rất là hợp lý. Khi đến với nhà Marisa, khách hàng sẽ được thiết kế cho mình một cái dáng mày mới phù hợp với tỷ lệ khuôn mặt của mình hơn. Dùng thước tỷ lệ vàng thiết kế đo lường tỷ lệ hài hòa với khuôn mặt của mình. Sau đó sử dụng công nghệ độc quyền phun mày chạm hạt xương bay, phun vi chạm lướt nhẹ trên bề mặt da của mình, làm cho mình có cặp chân mày sang trọng đẹp tự nhiên. Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, từ cơ sở hạ tầng khang trang sạch đẹp, máy móc tiên tiến hiện đại, đội ngũ nhân viên, y tá, bác sĩ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, Marisa đã làm đẹp thành công cho hàng triệu khách hàng. Nếu các chị em muốn sở hữu cặp chân mày đẹp vạn người mê xuất sắc như thế này á, thì hãy nhanh chân tới Marisa chi nhánh gần nhất để làm đẹp tại ga mà hoàn toàn không lo về giá. Hàng hiệu, giá bình dân, Marisa đến là đẹp.